video này hiện đang có 1 like, 1 subscribe và cũng đừng quên nhấn cái chuông bên cạnh để nhận thông báo cho mình. Hiện tại thì kênh mình chỉ có 1,8 người đăng ký mà thôi, còn lại những người còn lại là chưa được đăng ký đó các bạn hãy nhấn nút đăng ký để mình có thêm động lực làm video thêm nhé các bạn. Còn bây giờ thì vào video nào. Let's go. Các bạn có biết tin gì chưa? Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, quyết định đi lấy tập cyborg. Sao tới bây giờ mình vẫn chưa được cái tập cyborg không? Không phải mình làm biến đâu anh em ạ. Tại mà mình làm xuyên không được á nên mình không có được cái tập thôi. Bạn có thấy trên tay mình đang cầm cái gì không? Đó chính là cái cây của Gâu Đen. Cái cây này để cho mình có thể kích hoạt được cái nơi của Lao. Đấy, để mình có thể quýnh ra được cái gọi là cái chip, mở cái đường hầm, mở cái đường đi xuống để đổi lấy cái tộc Cybot. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi, mình sẽ nhờ một bạn để hỗ trợ mình nhé. Ok, đi thôi. Các bạn cầm cái cây của bạn lên và các bạn không cần cầm đâu. Các bạn chỉ cần nhấn nút màu xanh thôi là kích hoạt được rồi anh em ạ. Và nhét cái cây vào trong đó xong thì bây giờ mình sẽ đi mua cái chip Lao. Khi tôi đang đánh thì nó thể hiện một hiện tượng lạ anh em ạ. Và nó mắc luôn cái con boss luôn anh em ạ. Và tôi chưa nhận được cái gì cả mà tôi phải đi quýnh lại từ đầu. Để tôi coi lần này coi không biết là nó có ra được cái chip không nhỉ. Nếu mà không ra không lẽ tôi xui đến nỗi mức tôi đã quýnh khá là lâu nãy giờ anh em ạ. Nhưng mà vẫn chưa ra. Ui chưa ra thiệt luôn kìa anh em ạ. Xui lắm luôn ấy. Không được gọi là may mắn, tôi quýnh đúng 3 lần là tôi ra rồi anh em ạ. Đây, và tôi kết trên cái tay tôi đang cầm một con chip. Và bắt đầu tôi sẽ bay lên trển và tôi sẽ đổi để gắn chip vô, để có thể mở được cái đường hầm bên dưới. Và bây giờ bắt đầu sẽ đổi thôi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đấy, bấm vào nó, click vào. Từ từ, mình cắt cái này xuống mới được. Đấy, mình click vào, đấy, mình đã mở được cái đường hầm rồi anh em ạ. Nhưng mà xuống đây thì nó bảo mình sẽ là tốn 2.500 điểm ép nha anh em. Đấy, nếu mà mình có coi rồi mình biết đấy. Và tộc này sẽ thiên về phòng thủ và năng lượng. Ok, bấm đồng ý thôi anh em ạ. Đây rồi, đây rồi. Ui, nhìn mà có điều nó mắc đi cái vẻ đẹp trai của cái nhân vật của tôi thì phải anh em ạ. Nó bị che lại bằng cái kiểu như là cái một cái bộ máy nhân cái khuôn mặt ấy anh em ạ. Mình nhìn thấy rất là xấu quê. Giờ mình có thể là đi luôn thức tỉnh cái tộc Cybert lên V2 luôn anh em ạ, và lên tới tặng V3 luôn nè. Bây giờ việc đầu tiên của mình là phải đi tìm cái bông hoa đỏ rồi anh em ạ. Bông hoa đỏ nói chung cũng gần gần ở đây thôi. Rồi mình thấy thôi anh em ạ. Đây đây, một bông hoa đỏ đây. Ok. Tránh mất thời gian của anh em thì tôi đã tập hợp được đủ 3 cái bông hoa xong tôi về tôi lấy tiền tôi lên V2 luôn. Đấy, xong rồi anh em ạ. V2 chả khác gì giờ nó cũng xấu bình thường. Sau khi xong được cái lên V2, tôi quay về làm cái V3 anh em ạ. V3 thì cái cũng gọi là mình dễ nhất mình cũng đã biết rồi. Và anh em chỉ cần lấy một cái quỷ trong người của mình ra và anh em cầm lên và anh em nói chuyện. Đấy, chắc chắn lấy cái trái đại bàng ra để tôi đổi với nó. Đấy, chỉ cần đưa vào cho con NPC này. Đấy, thưa ngài, đấy 3 triệu, đấy là mình các bạn đã có thể có cái tộc V3 Cybot rồi anh em ạ. Cybot. Ok, thì mình đã có được cái tộc V3 rồi nhưng mình cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Mình bây giờ thì cái tộc này không cần phải test nhiều nữa anh em ạ. Nói chung là ai cũng biết rồi anh em ạ. Nên mình thôi, mình xin kết thúc video tại đây nhé. Và nếu anh em thích video này nhớ là nhiều một like, một subscribe, cũng đừng quên nhấn cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Bye bye các bạn.